Xin kính chào quý vị và bà con ngư dân. Dự báo trong đêm nay, ngày mai và một vài ngày tiếp theo ở vùng biển Vịnh Bắc Bộ, khu vực biển ven bờ từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và ngoài khơi xa khu vực bắc giữa của Biển Đông, trong đó có vùng biển huyện đảo Hoàng Sa, gió có hướng đông nam phổ biến với cường độ là khoảng từ cấp 3 đến cấp 4 nên sóng biển không cao. Thời tiết tại đây có nắng vào ban ngày và mưa rào chỉ xuất hiện ở một vài nơi về chiều tối, nên nhìn chung là thời tiết thuận lợi cho các hoạt động lưu thông của tàu thuyền. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau đến Kiên Giang và khu vực Nam Biển Đông, trong đó có huyện đảo Trường Sa, gió Tây Nam có cường độ phổ biến là ở mức cấp 4 nên không gây ra tình trạng biển động. Thời tiết cũng có nắng vào ban ngày và mưa rào xuất hiện rải rác, không kéo dài. Một vài nơi có thể có dông về chiều tối nên nhìn chung là tình trạng biển không gây nhiều khó khăn cho các hoạt động hàng hải cũng như việc khai thác hải sản của bà con ngư dân trong những ngày sắp tới. Đến với các tuyến hành trình ra vào đảo, thưa quý vị và bà con, vùng biển Vịnh Bắc Bộ trong đó có tuyến hành trình từ Hải Phòng ra huyện đảo Bạch Long Vĩ. Trong đêm nay và ngày mai trời ít mưa, tầm nhìn xa thoáng, gió trên khu vực có hướng nam đến đông nam thổi khá yếu, chỉ là ở mức cấp 3 và có lúc cấp 4 nên sóng biển thấp. Thời tiết ủng hộ cho các hoạt động hàng hải không chỉ trong ngày mai mà cả 2 đến 3 ngày tiếp theo. Với vùng biển phía đông của Nam Bộ, trong đó có tuyến hải trình từ Vũng Tàu ra đến Côn Đảo, trong đêm nay và ngày mai, gió sẽ có hướng Tây Nam với cường độ khoảng cấp 4 và sóng biển là cao dưới 2 mét. Ban ngày, thời tiết trời nắng, tầm nhìn xa thoáng. Chiều tối, mưa dông khả năng xuất hiện rải rác nhưng chỉ trong thời đoạn ngắn, nên cũng sẽ không gây ảnh hưởng xấu đến sự lưu thông của tàu thuyền trên khu vực. Chuyển sang vùng biển phía Tây, trong đêm nay và ngày mai, khu vực biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, trong đó có tuyến hải trình từ Rạch Giá ra đến đảo Phú Quốc, gió có hướng Tây Nam thổi khá yếu và chỉ ở mức cấp 3 và biển lặng. Bản tin Thời Biết Biển ngày hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!